Otis 1016 cộng, Luffy, Zoro cộng Yamato chiến Kaido, những kèo đấu hay nhất Wano. Hello 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Top Manga. Trong chapter 1016 mới nhất, Yamato đã bắt đầu giao chiến với Kaido. Trận đấu của hai cha con hứa hẹn sẽ không kéo dài lâu. Yamato giỏi lắm cũng chỉ cầm cự được tới khi Onigashima bay tới Hoa Đô và khi ấy phần hay nhất của Asuano mới diễn ra. Sau khi các bí mật được hé mở, toàn bộ phần còn lại sẽ là đánh nhau khi các hải tặc trẻ tuổi phải chống lại hai tứ hoàng cùng một lực lượng vượt trội. Khi ấy Luffy sẽ trở lại, bởi hiện tại gần như chắc chắn băng Hurt đang giúp cậu hồi phục. Tương tự là Zoro, Chopper cũng đang cố gắng hết sức đem những tinh hoa mà mình học hỏi được trong 2 năm Time Skip ra để giúp kiếm sĩ của băng có thể tiếp tục chiến đấu không phụ sự tin tưởng của Sanji. Và khi các chiến binh mạnh nhất quay trở lại, Feta mới có cơ hội lật ngược tình thế. Ngoài việc Luffy sẽ hạ bằng được tứ hoàng Kaido bách thú, liệu Zoro sẽ đấu với ai và cả Yamato nữa? Không lẽ cô chỉ được thể hiện đôi chút rồi kết thúc vai trò của mình với một thất bại? Mình không nghĩ là như vậy. Oda sẽ để Yamato sát cánh với Luffy, đúng như tuyên bố của cô là đá đít Kaido ra khỏi Wano Quốc. Nhưng Yamato sẽ không làm điều đó một mình mà phải hợp sức với Luffy, có thể sẽ cần thêm sự hỗ trợ của các đồng đội nữa. Phải chăng sẽ có màn hội đồng Kaido bách thú như trận đấu của các siêu tôn tinh với The Black Bullet? Mình nghĩ rất có khả năng như vậy, vì Luffy đã từng muốn giành hết công lao hạ tứ hoàng, tham lam. Bảo anh em đi trước, một mình solo với Kaido, ngu dốt. Ngay sớm thì sao hả anh em? Còn cái nịt. May mà gặp tàu ngầm của băng Earth, nếu không thì cái nịt cũng chẳng còn. Vì vậy lần trở lại này mình tin Luffy sẽ rút ra kinh nghiệm, biết tự lượng sức mình hơn, phối hợp với anh em cùng nhau ăn boss. Vậy các cặp đấu đáng chú ý nào sẽ diễn ra? Hôm nay, Tomanga sẽ cùng anh em tìm hiểu về chủ đề vô cùng hấp dẫn này. 1. Kaido với Luffy, Zoro, Yamato Có thể sau khi nghe quảng cáo của Oda ở chapter 795, các fan tỏ ra khá thất vọng vì Kaido, nhất là nhìn tướng hoàng này liên tục ăn hành. Nhưng ít ai nhớ rằng ông ta có sở thích là khổ dâm, càng bị bạo hành càng sướng. Chẳng thế mà Kaido bị đánh bại 7 lần bị bắt tổng cộng 18 lần, bị đem ra tra tấn và xử tử hàng ngàn lần. Nhưng sau tất cả, cái đồ vẫn còn sống, chân người cũng chỉ mang duy nhất một vết sẹo do Kuzuki Oden gây ra và đối thủ của Luffy là sinh vật mạnh nhất thế giới. Oda từng tiết lộ chưa nghĩ ra cách gì để cho Luffy đánh bại được Kaido, thì rõ ràng tác giả đã tạo ra con boss quá khủng khiếp, ăn hành đơn giản chỉ vì đam mê, kiểu thấy mình bá đạo quá nên chấp đối thủ một chút. Với kẻ nhảy từ đảo trên trời xuống để tự sát, thì việc đứng yên cho kẻ thù đánh xem ra đã trở thành phong cách chiến đấu, không phải do Kaido chậm mà chỉ vì ông ta không thích tránh đòn thôi. Luffy dùng Haki quan sát nhìn trước tương lai vẫn không né được chùy của Kaido. Thì ai nhanh ai chậm anh em đã biết rồi đấy. Nên ta không thể mang phong cách đánh nhau của Kaido ra mà nói ông ta bị nerf hay là Kaido shoppy được. Hãy cùng xem những gì Kaido phải nhận từ đầu Aswano tới giờ. Đầu tiên là bị xích sao siên trộm ở chap 986. Sau đó khai chiến trên mái vòng. Trong dạng rồng, ông ta liên tiếp để bị đả thương, đánh cho thổ huyết. Nhất là màn phối hợp của Kinemon, Denjuro, Ashura Doji và Inurashi chém toạc vết sẹo cũ của ông ta. Nhưng ngay sau đó Kaido vừa nghiêm túc thì Kiku đã mất một cánh tay, rồi các xích sao còn lại cũng lần lượt nằm gục dưới chân ông ta. Mặc dù bị thương kha khá, nhưng Kaido chỉ ngồi nghỉ một chút, tu vài ngụm rượu là đâu lại vào đấy, hoàn toàn sung sức chờ đợi các sơ tân tinh. Và kịch bản cũ lặp lại, Luffy đấm Kaido hộc máu mồm, nhưng ông ta vẫn yêu cầu Big Mom đứng yên để mình chấp tất. Mặc dù có bị lần lướt khiến Big Mom phải nhúng tay vào, nhưng Kaido cũng chưa bị thương gì mấy. Ông ta công nhận các sơ tân tinh mạnh và phải dùng tới dạng lai hoàn hảo nhất cùng với Haki bá vương. Kết quả ra sao thì anh em đều thấy, Kaido lại bị Zoro xăm cho vết sẹo nữa, bị Luffy đánh liên tiếp bằng Haki bá vương, nhưng kết quả là Solo đúng hai chác, Lu đã bị đánh rớt xuống biển. Rồi Kaido không cần nghỉ, mò xuống dưới thì tiếp Kinemon, suýt thì giết được cả Momonosuke. Trải qua hai trận đại chiến, ông ta lại tiếp tục solo với cô con gái, mà Yamato vẫn phải thừa nhận rằng mình không hề có cửa thắng. Dù là fan khó tính nhất, mình cũng không thể tìm ra một lý do nào để chê con boss này. Ngoài việc Kaido quá khủng, buff cho Luffy solo thắng Kaido thì sẽ rất vô lý. Mình nói như vậy chỉ bởi một câu duy nhất. Người ta thường nói với nhau, nếu bạn muốn đánh tay đôi, hãy tìm cái đồ. Vì trong tất cả các sinh vật sống trên trời, mặt đất, cho tới đại dương trên thế giới này, ông ta được biết tới là sinh vật mạnh nhất. Nếu đánh solo, cái Đô không có đối thủ ở hiện tại. Bảo một trẻ trâu như Luffy thắng được, chẳng khác nào Oda sẽ hết bản thảo trước đó đi. Anh em hãy nhớ lại trận Marineford, dâu trắng già yếu bệnh tật, không dùng được Haki Bá Vương, lại chịu vô số vết thương, nhưng đến khi ông lên cơn điên, vẫn đánh cho Akainu sắc mặt. Nếu hắn không rơi xuống khe nứt, chưa chắc đã lành lặn được với bố già. Sau đó dâu trắng tiếp tục bón hành cho dâu đen, suýt thì lấy được mạng hắn. Ông đứng yên chịu bắn, bằng dâu đen bắn hết cả đạn mà ông cũng chưa chết, nhưng cơ thể thì đã không nghe lời nữa. Đó chính là sự quái vật của một tứ hoàng với danh hiệu người đàn ông mạnh nhất thế giới. Còn Kaido là sinh vật mạnh nhất thế giới. Tình trạng hiện tại của ông ta tốt hơn dâu trắng nhiều lần. Kaido trẻ hơn, không bệnh tật, ít bị thương hơn. Dâu trắng phải chịu đựng thương tích, còn Kaido phục hồi cực nhanh nhờ trái doan thần thoại. Trong khi Luffy có mạnh hơn Akainu hay không thì mình nghĩ là chưa bằng được vậy thì sao có thể hạ được tứ hoàng mạnh nhất lại đang ở đỉnh cao bây giờ? Nói gì thì nói, Luffy của hiện tại sẽ không có cơ hội thắng nếu đánh solo và hẳn là cậu cũng nhận ra điều đó thông qua lần chạm trán gần nhất. Kaido cười mỉm mai Luffy rằng, dù mày đã học được cách bọc Haki bá vương và quyền cước, nhưng chiêu số vẫn còn non lắm. Thực tế cũng chứng minh là như vậy, cách duy nhất để đương đầu với một tứ hoàng đó là đánh hội đồng. Ở tổng bộ hải quân, dâu trắng phải chịu vô số cuộc tấn công mà ông vẫn đủ sức đánh Akainu, hạ được cả dâu đen khiến hắn sợ hãi kêu đồng bọn ứng cứu. Vậy thì Luffy cũng nên học Teach nhờ cậy vào đồng đội cụ thể ở đây là Zoro và Yamato trận tài đấu tới ba người kế thừa ý chí của Odin sẽ cùng nhau tiêu diệt Kaido Yamato thì là Odin Fakke Luffy được Odin chờ đợi Zoro thì đang cầm trên tay thanh Enma lại từng ăn nằm với con gái của Odin nên mình nghĩ sau khi phục hồi Marco sẽ khuyên anh đi trợ giúp Luffy thay vì ở lại giao chiến với King hơn nữa có lẽ Zoro vẫn chưa hài lòng vì mình chỉ chém Kaido được có một nhát mà đã gục đặc biệt là thứ haki anh dùng lúc đó Zoro cũng muốn biết nó là gì muốn trải nghiệm lại cảm giác ấy trong khi đó Luffy đang hồi phục dần và sẽ sớm quay trở lại. Yamato thì đang đánh nhau, cô sẽ bị hạ nhưng Luffy sẽ tới kịp để ứng cứu với trái doan của mình. Yamato cũng không mất nhiều thời gian để hồi phục, sau đó cùng hai thanh niên kia xử cha đẻ, xoán ngôi nghịch tử phú yên, đoạt danh hiệu đứa con bất hiếu nhất thế giới. Tới cuối As có lẽ vẫn sẽ xảy ra một trận solo giữa tu hoàng cái Đô bách thú và Luffy, nhưng nó chỉ xảy ra khi ông ta đã tơi tả, còn Luffy dùng sức mạnh, ý chí để chiến đấu. Chứ hiện tại mà đòi solo, chắc chắn các fan sẽ không phục, vì các đô đốc Phó đô đốc rồi vô số lính hải quân cộng thêm cả thằng nghịch tử squad liên tiếp đả thương dâu trắng mà vẫn phải để cả băng dao đen vào cuộc mới giết được một lão già thì giết Kaido còn khó hơn nữa bởi ông ta đã tuyên bố rằng ta sẽ không đi đâu hết Yamato ta chọn nơi này vì nó là quan đội quốc vậy thì chẳng có cách nào đuổi ông ta đi hay cứ hạ gục là xong giống trước đây mà bắt buộc phải giết được Kaido chưa biết ai sẽ là người đóng nắp quan tài nhưng trước mắt thì Luffy không thể solo được mà phải đánh hội đồng còn những lý lẽ kiểu như bây giờ mà không solo được bao giờ mới thắng được tứ hoàng bao giờ mới tìm thấy One Piece? Có Haki bán vương cấp cao rồi, lù thừa sức hạ Kaido đã suy yếu. Đây theo mình là ý kiến của fan cuồng, ngoài việc nói cho có như vậy thì không đưa ra được bất cứ lý lẽ thuyết phục nào. Vấn đề solo tứ hoàng hay thắng đô đốc, nó phải diễn ra sau Aswano. Anh em hãy hỏi Akener tại sao đường đường là đô đốc mạnh nhất mà cuối game solo vẫn thua dâu trắng. Mà Kaido bây giờ còn khỏe hơn dâu trắng lúc ý nhiều đấy. Nếu Big Mom trở mặt thì solo ông ta mới sợ, chứ dăm ba các loại nghịch tử. Với lại siêu tân tinh, cứ vào từng đứa một, một mình ta chấp hết hai, Big Mom với Kid, Lo và Killer Trận đấu đầu tiên đã diễn ra giữa tứ hoàng Kaido cùng hai siêu tân tinh là Luffy, Zoro cộng thêm Yamato. As này theo lý mà nói, mọi thành viên trong liên minh cần được thể hiện bởi vai trò của các siêu tân tinh khác cũng là rất lớn. Nhưng Kaido mặc định giao cho Luffy thêm sự hỗ trợ của Yamato và Zoro. Nếu để bất kỳ ai khác tham gia vào thì đất diễn của tất cả sẽ bị giảm đi nhiều, nhất là về cuối game. Vậy nên Oda mới tách Big Mom ra cho Kid và Killer đi cản mụ ta giờ thêm cả lo nhập cuộc nữa. Hiện Killer đang vướng vào trận trả thù Hawkins, còn hai thanh niên kia chuẩn bị chiến với Big Mom. Nhưng mình tin chắc rồi Killer cũng sẽ hạ được thanh niên tóc vàng kia để tới hỗ trợ thuyền trưởng của mình. Mặc dù Hawkins bói tỷ lệ tử vong của Killer lên tới 92%, nhưng với những gì hắn thể hiện trước hai tiểu hoàng, mình không nghĩ Hawkins có thể giết được Killer. Nếu Killer có bị đánh gần chết thì kẻ làm việc ấy vẫn không phải Hawkins mà là Big Mom. Một biến cố nho nhỏ sẽ xảy ra, giả sử Extract hạ xong tên Apu rồi nhân lúc hỗn loạn ở sảnh chính, bỏ đi tìm Hawkins tính sổ hắn sẽ tạo điều kiện cho Killer tới giúp Kid hoặc Killer sẽ đánh tới cùng với Hawkins. Hạ hắn xong cũng bị thương khả nặng nhưng vẫn đến góp sức cầm chân Big Mom để rồi bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Ba thanh niên này giữ chân mẹ lớn, đó cũng là cơ hội để Oda phát triển sức mạnh của họ, cho họ đất diễn nhiều hơn, thể hiện mình là đối thủ xứng tầm của Luffy sau này. Còn về cơ bản, Big Mom vẫn sẽ chiến thắng, hoặc ba thanh niên may mắn giữ chân được bà ta cho đến lúc một biến động lớn xảy ra, làm cục diện ở Wano Quốc thay đổi. Vì không thể nào hạ cùng lúc cả hai thú hoàng, sẽ chỉ mình Kaido bị giết còn Big Mom khả năng cao là quay tàu chuồn trước. Lò Kid và Killer sẽ có nhiều đất diễn, thể hiện các skill nhiều hơn, đồng thời nâng cấp được Haki hay năng lực trả quỷ. Nhưng cả ba sẽ không làm được nhiều hơn là giữ chân Big Mom. Để hạ tướng hoàng thì đòi hỏi cả ba người đều phải dùng được Haki bá vương hoặc ở cỡ đồ đốc. Trên đỉnh sọ, Luffy, Yamato và Zoro hội tụ đầy đủ điều kiện đó. Còn ba thanh niên bên dưới thì không, họ đơn giản chỉ là có màn level up mà thôi. ba, Marco với King, Sanji với Queen kế đó sẽ là màn không chiến giữa hai chủ y mạnh nhất của các tứ hoàng các chuyên gia sử dụng lửa trong chiến đấu phượng hoàng marco và kinh hoàng hoạn hiện marco đã suy giảm thể lực nhưng so với doan cổ đại thì doan thần thoại của anh còn xịn sò so hơn khi chiến trường mở rộng ra theo dõi màn không chiến giữa hai nhân vật này hứa hẹn còn mãn nhãn hơn rất nhiều thứ chúng ta chờ đợi không đơn giản chỉ có vậy mà còn là truy nã của marco truy nã của kinh cũng như chủng tộc đã bị diệt vong của hắn bảo đảm oda sẽ công bố hết các bí ẩn đó chắc chắn sẽ khiến các fan đứng ngồi không yên tiếp theo là anh ba và quyền bệnh dịch Kèo này chắc không cần nói thêm nữa bởi nó quá rõ ràng rồi. Cái chúng ta muốn biết là quá khứ của Queen cùng quan hệ với Vince và Saji sẽ sử dụng bộ đồ hắc ẩn cũng như nâng cấp sức mạnh như thế nào. Okaban cuối cùng là trách hạn hắn. Tình hình hiện tại cho thấy Inu không phải đối thủ của hắn. Nếu một mất một con, ông sẽ bị giết. May mắn nhất là Ashura Doji còn sống. Anh ta có thể tiếp tục cuộc chiến dở dang ở xứ Kiri cùng với trách hạn hắn. Hai người này đầu đang thương thế trầm trọng, nhưng khi kết hợp lại thì xử một con ma mút gãy ngà cũng không phải điều bất khả thi. Còn trong trường hợp Ashura đã hẹo thì mình không biết ai có thể hạ được Jack mà lại chưa có đối thủ. Tầm Kawamatsu, Izo thì cũng chẳng hơn gì Inu. Neko lại đang đi tìm Berospero nên cứ hy vọng là Ashura Doji không có mệnh hệ gì. Ngoài ra cũng may là Big Mom đã giúp hạ Big One lại còn làm giảm 70% sức mạnh của công ty với phát bắn phá hủy nội tạng của cô ta. Hai Tobiroppo bị xử cùng một Tobiroppo làm phản khiến Feta dễ thở hơn rất nhiều. Bởi ngoài trên Jinbeza không ai solo được với chúng nữa. Robin và Brook vẫn sát cánh chống lại Black Maria. Trong khi đó, Denzero biến mất đầy bí ẩn, chưa rõ anh đang ở đâu. Nhưng chắc là cùng Franky xử Sasaki, vì hắn chỉ đứng sau Husu. Mình Franky sẽ không thắng nổi. Các xích sao còn lại, với cụ Hyokoro sẽ còn rất nhiều việc. Năm con number khác còn chưa xuất trận. Bọn này mới gây phiền toái lớn cho Feta. Cục diện trận chiến vẫn rất khó lường. Tuy nhiên, đó là một vài nhận định của cá nhân mình về các kèo đấu có thể xảy ra cho phần tiếp theo. Nếu anh em thấy hay, hãy dành tặng những cái like, share, cùng một đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi màn gà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.